Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy già rồi nhưng đã cưu mang một người con trai. Bà vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Máng cỏ nhân sinh. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, đó là chủ đề của nhóm mỹ thuật Đa Minh triển lãm trong mùa Giáng sinh năm nay. Và tôi thấy nó cũng có phù hợp với những lời Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc hôm nay. Chắc chắn các anh em nghệ nhân khi họ chọn cái chữ nhân sinh là họ hơi bị khôn đấy. Bởi vì chữ nhân sinh là nó rất rộng lớn, nó gắn với tất cả cuộc đời của con người. Cứ cái gì của con người, của cuộc sống thì nó đã là đối tượng của sáng tác. Và đúng thế, đã nói đến cõi nhân sinh là người ta thấy trong đó cả một dòng lịch sử, ta thấy trong đó cả những con người, sự sống, sự chết, yêu thương, hận thù, hòa thuận, ghen ghét. Và có thể nói mỗi một con người đều đã là đối tượng trong cõi nhân sinh này. Chưa kể đến những cái biến chuyển trong tâm hồn, những tâm trạng của con người. Và bên cạnh đó, thanh âm, màu sắc, âm nhạc, tất cả những thứ đó đều gắn với cõi nhân sinh. Tuy nhiên đó cũng chính là một trong những điều mà chúng ta có thể thấy được qua mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay, chúng ta vừa nghe lời của David. Ông tâm sự với tiên tri Nathan: "Này, tôi thì ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn Chúa thì cứ ở trong cái lều vải như thế, nên tôi dự định phải xây cho Ngài ngôi đền thánh." Và chúng ta biết ngôi đền thánh mà David sẽ chuẩn bị vật liệu, rồi đến đời con là vua Salomon mới hoàn thành được cái đền Jerusalem, là một trong những cái trung tâm đức tin của người Do Thái và cũng là niềm tự hào của dân Do Thái về sự hiện diện của Thiên Chúa và nơi họ biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa. Thế nhưng nếu Nathan thay mặt Thiên Chúa nói với David: "Ông cứ làm việc ông định làm đi", nhưng ra về thì phán tiếp như sau: "Không phải ngươi xây nhà cho ta đâu, mà ta sẽ xây nhà cho ngươi." Và đúng thế, cái ý muốn của Thiên Chúa vì cái nhân sinh này, cái trần gian này mà Thiên Chúa dựng nên, thì Ngài vẫn luôn luôn yêu thương nó. Một Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với dân của Thiên Chúa suốt cả lịch sử của nhân loại, thông qua các vị ngôn sứ, các vị tiên tri, thông qua các vị lãnh đạo trong dân,
và thông qua những người mà Thiên Chúa gửi đến qua lề luật của Ngài. Và còn hơn thế nữa, một Thiên Chúa cũng cùng đồng hành với dân trong chiếc lều tạm đó trên cái bước đường bôn ba 40 năm trời trong sa mạc. Tất cả là biểu lộ lòng của Thiên Chúa, không phải con người lo nhà cho Thiên Chúa, mà chính chỗ anh em đang ở là chỗ Thiên Chúa chọn làm nhà. Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó cũng chính là cái chân lý căn bản mà Thiên Chúa mặc khải cho David. Và rồi từ cái ngôi nhà đó, Thiên Chúa nói đến một cái ngôi nhà lớn hơn, đó là triều đại của David. Đó là một vị vua, thì nhà David, dòng dõi của David sẽ trường tồn, và một đấng từ dòng họ của Ngài sinh ra sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời. Và hai chữ máng cỏ được chọn ở đây lại càng thấy rõ hơn cái tấm lòng của Thiên Chúa đến trần gian. Con Thiên Chúa cao quý như vậy, không chọn sinh ra trong đền đài, không chọn sinh ra trong những cung điện giàu có, không chọn sinh ra trong chăn ấm nệm êm, mà lại chọn máng cỏ. Máng cỏ hôi tanh ở hang bò lừa giữa cánh đồng lạnh lẽo. Và điều đó cũng có thể nói đến cái tận cùng những cái đau khổ của cuộc đời con người. Nơi máng cỏ đó rất là tầm thường thôi, nhưng mà cứ mỗi năm người ta lại làm hang đá thì không thể thiếu máng cỏ được. Vì bên máng cỏ là người ta sẽ cảm nghiệm được một cái tình yêu của Thiên Chúa, đấng đúng là hủy mình ra không để ở giữa nhân loại, trở thành tầm thường nhỏ bé nhất để bất cứ ai cũng có thể đến và gần gũi được. Và trải qua tất cả những quá trình của con người từ thơ ấu đến trưởng thành, để rồi cũng cùng chung chia và cảm thông với những nỗi vất vả của con người trong lao động, trong những buồn chán, trong cái đói, cái khát, trong cái vất vả, trong những khổ đau và trong cả cái chết. Tình yêu của Thiên Chúa biểu hiện qua cái máng cỏ cũng chính là Chúa chọn cái cuộc đời này, cái cõi nhân sinh này để Ngài chào đời. Ta đi tìm Chúa, ta tìm ở đâu? Thiên Chúa ở giữa cuộc đời này. Và chính vì Thiên Chúa đến trong trần gian đó, sau này sẽ nói một cách rất rõ rệt rằng khi nào mà anh em làm một điều gì đó cho những người nhỏ bé nhất ở đây là anh em làm cho chính Thầy. Khi nào mà anh em từ chối không thực hiện cho những người nhỏ bé nhất ở đây là anh em đã từ chối chính Thầy. Cũng có nghĩa là khi vị Thầy đó trong cái máng cỏ, trong hài nhi Giê-xu đó là đã chia sẻ với tất cả cõi nhân sinh này. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô, mỗi một con người, mỗi con người trong cả hàng tỷ con người trên hành tinh này đều dính dáng với Đức Giê-xu ngay giây phút thành thai bên trái tim mẹ mình. Và như vậy thì bất cứ cái gì của cuộc đời này, bất cứ cái gì liên quan đến con người này thì đều cũng đã liên quan đến con Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đến trong trần gian thì kể từ nay làm người là một vinh dự. Mỗi một con người đều được sáng lên cái ý nghĩa cơ bản trong bầu nhiệm sáng tạo, đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi con người đều là con của Cha trên trời và là anh em với Đức Giê-xu. Và như vậy đó là một vinh dự rất lớn lao cho cuộc đời, cho con người. Chính chúng ta nếu biết mở mắt ra sẽ khám phá ra được Thiên Chúa trong dòng lịch sử, khám phá Thiên Chúa trong giáo hội, trong những biến cố đang xảy ra, trong những người anh em chung quanh của chúng ta. Bước qua bài tin mừng, chúng ta lại thấy việc Thiên Chúa đến trong trần gian trước khi Ngài chào đời ở máng cỏ thì Ngài đã hoài thai trong lòng Đức Maria. Vâng, chính trong cung lòng Đức Maria, với lời thưa xin vâng của mẹ, thì mầu nhiệm nhập thể con Thiên Chúa làm người đã được khởi sự. Và như vậy, trong cái cõi nhân sinh này, không chỉ Thiên Chúa ở trong cuộc đời, ở trong mỗi con người, mà Thiên Chúa còn muốn ở trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Khi Ngài kết thúc sự nghiệp của trần gian, Ngài vẫn tiếp tục khẳng định cái điều đó: Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và đúng thế,
qua bí tích thánh thể thì Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục ở với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Mỗi một lần chúng ta lên hiệp lễ, mỗi một lần chúng ta thưa Amen để đón nhận Chúa vào trong tâm hồn của mình, thì chúng ta cũng như một Đức Maria mở rộng lòng của mình để tâm hồn của chúng ta, cõi lòng của chúng ta trở thành một máng cỏ để Thiên Chúa hiện diện. Vâng, thưa cộng đoàn, máng cỏ nhân sinh cũng có nghĩa là trong tất cả cuộc đời này ta đi tìm Chúa hài đồng. Cuối cùng ta thấy chính trong cuộc đời đó, khi chúng ta chia sẻ với anh em của chúng ta, khi chúng ta sống yêu thương bác ái, khi chúng ta gặp gỡ anh em của mình, bắt tay cười nói, thì đó là chúng ta đang hội ngộ với chính đấng nhập thể. Vâng, Thiên Chúa nhập thể trong cuộc đời và mọi con người đều trở thành thân quen với Ngài, không còn ai xa lạ. Thế thì mọi con người mà chúng ta gặp gỡ đều là một cơ hội để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta trong những ngày này đang chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa giáng trần, cũng chính là chuẩn bị lòng của chúng ta trở thành một máng cỏ, để như cung lòng của mẹ Maria thuở xưa, qua việc ngỡ ngàng trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, nhưng chưa nói lên lời thưa vâng, xin thực hiện cho con theo lời Ngài đã nói. Vâng, xin Chúa đến trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, xin cho chúng ta cảm nghiệm rõ rệt sự hiện diện của Ngài, và xin cho chúng ta cũng nhận ra Chúa ngự trong anh chị em của chúng ta trong toàn cõi nhân sinh này. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng